Một chiếc ghế massage được sản xuất ở tại Nhật thì sẽ có những cái đặc điểm như thế nào? Hello, xin chào bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn chiếc ghế mà hôm trước mình có quay clip rồi đấy. Chiếc ghế Inada. Chiếc ghế này được nhập khẩu trước từ Nhật nhá. Và đây là chiếc ghế mà bên mình nhập lại cho khách. Khách nâng cấp lên sản phẩm của bên mình, nâng cấp lên mã FC688 của bên mình. Thì đây là một chiếc ghế mà mình vừa mới ngồi xong một bài. Đó. Bên mình đã bọc lại da và cũng như là mông má lại, nói chung là spa lại chỗ này bây giờ như mới luôn. Nếu ai mà cần chiếc ghế nhập nguyên chiếc từ Nhật, nhập Nhật ship nhá, chứ không phải là Nhật theo kiểu Nhật Tân như lại là Nhật đâu đâu đâu, mà đây là nhập Nhật ship, chiếc ghế nhập từ Nhật về. Đó, thì đây là một chiếc Inada này. Các bạn điều khiển nó rất là loằng ngoằng các bạn nhá, rất là loằng ngoằng, rất là phức tạp. Đây là đó, chiếc ghế này trước kia anh khách anh ấy mua là 90 mấy triệu ấy, gần 100 triệu. Đó, đây bật TV lên ra này, bật số 4 này, đây là 5 bàn tập tự động các bạn nhé, 5 bàn tập tự động. Và đặc biệt chiếc ghế này ấy, là cái phần massage của nó thì nó chỉ xuống được đến thắt lưng thôi, chứ nó không, cái động cơ massage của nó không xuống được đến mông. Đấy, vừa rồi là bên mình cái bọc lại da của cái cánh này, bọc lại da của một số chỗ mà nó bị bong chóc ra thì bên mình bọc lại da đó. Cái ghế này được có cái ưu điểm là gì ạ? Cái bài massage lưng của nó cực kỳ kỹ nhá các bạn nhá. Cái bài massage lưng của nó là rất là kỹ luôn. Cho nên khi mà mọi người sử dụng cái ghế này để thao tác với những ai bị đau lưng, đau cuộc sống thì rất là hiệu quả. Đó, mình có thể điều chỉnh, ví dụ như mình muốn nâng chân lên nữa này. Đã hết cỡ rồi. Hãy xuống này. Đấy. Ôi, cái màu chân thì sao nó khác con này nhỉ? Đó, đây là chiếc ghế mà được nhập trực tiếp từ Nhật, cho nên là các bạn có thể tham khảo. Và về cơ bản thì bên mình sau khi mà kỹ thuật kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng cũng như là bọc lại da thì chiếc ghế này hoạt động rất là ổn định, rất là ổn định. Đó, nhưng mà giá của nó khi mua cách đây 6 năm là 90 mấy triệu ấy, thì khá là đắt, đúng không ạ? Khá là đắt, đúng không? Nhưng mọi người sẽ được trải nghiệm cái ghế nhập từ Nhật. Nhưng mà khi tắt đi thì sao, họ sẽ nhìn được. Các bạn xem nhá. Đó, mọi thứ rất là thô sơ và cơ bản, rất là thô sơ và cơ bản. Nếu ai cần cái ghế này thì cứ liên hệ với mình nha, bên mình sẽ gọi là sẽ thanh lý cho mọi người bằng cái giá mà mình nhập lại của khách thôi. Nó chỉ có khoảng gần 30 triệu thôi. Gần 30 triệu thôi các bạn ạ. Bảo hành cho mọi người 12 tháng. Và đúng ra bảo hành đã hết rồi nhưng bên mình sẽ bảo hành cho các bạn 12 tháng. Đó. Đây, nó rất là ngắn, cút cỡ các bạn thấy không ạ? Thậm chí là nhìn nó còn ngắn hơn cả cái ghế mà được cái ghế rẻ tiền xuất xứ Trung Quốc như này. Đấy, rất là ngắn, nhưng khi ngồi lên thì cảm giác ngồi lên nó rất là sướng nhá. Đây, chú khí ở mông này, nó bơm lắc này. Đấy, bơm lắc lên bên này, bơm không nhả, kiểu như lắc mông các bạn, lắc mông ấy. Đó, cái này thì ưu điểm của nó nhất là cái phần động cơ lưng, ưu điểm của nó nhất là phần động cơ lưng. Cái động cơ lưng của cái này là được thiết kế chạy dọc trên một cái trục, gọi là trục thẳng đứng, không có quấn theo đường cong sinh lý của cơ thể. Đó, chiếc ghế Inada. Đây là dòng nhập trước từ Nhật, nhập xịn đấy anh em ạ, Nhật xịn đấy, chứ không phải Nhật minh tinh đâu. Đó, còn hiện nay trên thị trường thì rất nhiều các cái dòng Nhật vớ vẩn, Nhật minh tinh. À, da riêng rất là dày dặn. Nếu mà mọi người muốn một chiếc ghế Nhật xịn nhá, cũ rồi thì có thể tham khảo chiếc này. Chiếc này mà lấy ai cũng về lấy vía thì cũng được đấy, của giám đốc một sở rất là lớn ở một tỉnh, mình không tiện nói thôi, nó cũng hay đấy, rất là ok, của một lãnh đạo rất là có tiếng. Thì đây là chiếc ghế nhập với chiếc từ Nhật mọi người nhé. Mọi người muốn xem bên trong không, mình cho mọi người xem. Đây, không mở được đâu, không mở được đúng không, rất là kín, này nó không lỏng lẻo lắm. Nhưng về cơ bản máy móc bên trong rất là tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời. Rồi ok, nếu như ai cần một chiếc ghế từ Nhật thì liên hệ với mình nhá. Đây là chiếc Inada này, mã của nó là bao nhiêu đây? HWPN333. PM33 đúng không? Đằng sau, à, sau ghế. Rất là ok các bạn, rất là ok. Ok, thôi xin chào bạn, bye bye.